Sau một buổi sáng xét xử thì trưa nay ngày 17 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 6 bị cáo trong vụ lừa chạy án gần 60 tỷ đồng cho Nguyên Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân. Theo đó thì tòa tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 5 người còn lại cùng bị tuyên phạt tội môi giới hối lộ. Lê Thanh An, cựu cán bộ phòng 5 C03 6 năm tù. Nguyễn Ngọc Triệu, cựu ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cựu trụ trì chùa Nôm, 5 năm tù. Trần Văn Long, tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt 3 năm tù, Bùi Thị Hồng Giang, cựu luật sư 9 năm tù và Hà Duy Tuấn, chủ tịch hội đồng tư vấn công ty cổ phần đầu tư Long Thịnh 9 năm tù. Hội đồng xét xử xác định ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức là người bị hại. Số tiền mà Quân nhờ kiên chính là số tiền vi phạm pháp luật nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước là đúng pháp luật.